Kể từ năm 2006, chưa năm nào VTV Bình Điền Long An vắng khỏi top 3 Trung Quốc. Tuy nhiên năm nay lại khác, khi mà không còn Thanh Thúy trong đội hình, lại thiếu vắng đi Ngọc Hoa hay Hồng Đào. Dàn cầu thủ trẻ của huấn luyện Nguyễn Quốc Vũ đã không thể hiện được quá nhiều. Và trong trận tranh hạng 3 ngày hôm qua cũng vậy, dù thi đấu rất cố gắng, VTV Bình Điền Long An cũng chỉ thắng được trong có một set trước khi phải nhận thất bại chung cuộc với các tỷ số 17-25, 25-13, 20-25 và 20-25. Nỗi buồn của VTV Bình Điền Long An lại là niềm vui của Kinh Bắc Bắc Ninh, bởi ngay trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết, thầy trò huấn luyện Phạm Văn Long đã giành được vị trí thứ 3. Cùng thời điểm tại Bạc Liêu, Tràng An Ninh Bình và Vật liệu Xây dựng Bình Dương cũng bước vào trận tranh hạng 3 nội dung nam. Với dàn nội binh đồng đều và chất lượng hơn, thầy trò huấn luyện Trần Văn Thư đã có được chiến thắng dễ dàng sau 3 set với tỷ số lần lượt là 25-14, 25-22 và 25-22 để có năm thứ 3 liên tiếp giành hạng 3 tại giải vô địch quốc gia. Ở trận tranh hạng 7 của nữ, Hóa chất Đức Giang Hà Nội dễ dàng có được chiến thắng 25-12, 25-6 và 25-16 trước Đắk Lắk, còn Biên Phòng phải cần 5 set với các tỷ số 13-25, 32-30, 25-16, 23-25 và 16-14 để đánh bại xổ số Kiến Thiết Vĩnh Long tại trận tranh hạng 7 của nam. Hôm nay, ngày thi đấu cuối cùng tại vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ diễn ra. Trận chung kết ở nội dung nữ giữa Ngân hàng Công thương và Thông tin Liên Việt Postbank sẽ bắt đầu 20 giờ trên kênh Thể thao TV. Trong khi đó, vào cùng thời điểm, trận chung kết ở nội dung nam giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sanet Khánh Hòa sẽ có trên kênh Thể thao Tin tức HD. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.